Truyền thuyết kể rằng, xưa kia có một nữ hoàng mặt trăng xinh đẹp sống trong khu rừng huyền bí, tình cờ gặp gỡ và phải lòng đức vua của Vương quốc Ánh Sáng. Họ có với nhau hai nàng công chúa dễ thương tên là Irene và Sarah. Nhưng hạnh phúc chưa kéo dài bao lâu thì thế lực tàn ác do cú thần ở khu rừng huyền bí dẫn đầu đã trỗi dậy nhằm chiếm đoạt sức mạnh của gia đình nữ hoàng. Dù đức vua và pháp sư toàn năng cô cố gắng ngăn chặn điều đó, nhưng chỉ cứu được Irene, còn Sarah vẫn bị thế lực đó mang đi. Vì quá đau lòng trước sự mất mát của vợ và đứa con nhỏ, đức vua liền sử dụng toàn bộ phép thuật để xây dựng nên bức tường ánh sáng nhằm bảo vệ Irene. Ngày qua ngày, Irene lớn lên trong sự chăm sóc, yêu thương hết mực của đức vua. Tuy nhiên, dù nàng rất tốt bụng, nhưng vì là con một trong già, nàng vẫn có đôi phần tự đắc, nông nổi trong hành động của mình và gây ra nhiều rắc rối cho mọi người. Hơn nữa, nàng luôn cảm nhận được có một điều gì đó bí ẩn ở phía bên kia bức tường. Nhưng vì nghe lời cảnh báo của cha và pháp sư về một khu rừng đáng sợ ở đó, nên nàng không bao giờ được tới nơi đấy. Một hôm, trong lúc nàng đang giúp đỡ người dân nghèo, thì phát hiện có một người dân lén lút lấy hai phần đồ ăn rồi chạy vào ngõ nhỏ. Với bản tính hiệp sĩ, nàng vội vàng đuổi theo người đó và phát hiện hắn đang âm thầm đưa đồ ăn qua một lỗ hổng trên bức tường ánh sáng. Để ta xem, ngươi là ai mà dám ngông cuồng phá vỡ bức tường ánh sáng và mê hoặc người dân ở đây làm tay sai cho mình. Có điều, sau khi Irene bắt được người đó, nàng nhận ra khuôn mặt của cô ta rất giống mình. Tại sao cô lại giống ta như vậy? Tuy nhiên, khi tay của họ chạm vào nhau, bỗng nhiên một phần bức tường rung lên và chuyển sang màu hắc ám. Irene, chuyện gì xảy ra vậy? Mau tránh xa bức tường ánh sáng nhanh lên. Nghe tiếng gọi của cha, Irene hoảng hốt buông tay cô gái kia ra, khiến cả bức tường bỗng đổ sụp xuống và nàng suýt bị thương nếu không có sự giúp đỡ. Cha bị thương rồi, để con đưa cha về dưỡng thương. Trong lúc Irene đang vội vàng đưa đức vua về cung điện, pháp sư toàn năng bỗng lặng thinh thoáng qua dáng hình của cô gái kia lúc rời đi. Vị công chúa đó vẫn còn sống hay sao? Vậy là trời giúp người tốt rồi. Sau khi pháp sư trở về và nghe được bệnh tình của đức vua không mấy khả quan, pháp sư liền to nhỏ với Irene về chuyện mình vừa phát hiện. Đừng lo lắng quá công chúa Irene, người mà nàng vừa gặp chính là em gái nàng, công chúa mặt trăng Sarah, và là người sẽ giúp nàng tìm ra bông hoa điều ước trong khu rừng huyền bí, thứ có thể ban cho nàng bất kỳ điều ước gì trên đời này, kể cả hồi phục sức khỏe cho đức vua đây. Đó cũng là lý do khi xưa cú thần phản bội cha mẹ nàng, cướp Sarah đi, nhưng mà may mắn trời đất để giúp Sarah bình yên vô sự và mở ra cơ hội cứu được đức vua rồi. Vậy làm sao ta có thể cùng Sarah tìm đến nơi cất giấu bông hoa điều ước? Chỉ cần hai người ở cạnh nhau, sức mạnh tổng hợp từ hình xăm của hai nàng sẽ tự kích hoạt thôi, và sẽ chỉ ra được hướng của bông hoa điều ước. Cảm ơn pháp sư, ta hiểu rồi. Ta sẽ cố gắng tìm lại em gái và giúp cha ta khỏe mạnh trở lại. Sau đó, pháp sư giúp Irene vượt qua bức tường ánh sáng để vào khu rừng tìm Sarah. Nhưng nàng không để ý rằng có một ánh sáng hắc ám cũng đang đi theo nàng. Tuy nhiên, khu rừng huyền bí vốn bí ẩn ma mị, nên Irene dần dần bị lạc lối và thậm chí còn nghe thấy tiếng thú dữ, tiếng xì xăm kỳ lạ xung quanh. Không suy nghĩ nhiều, Irene nhanh chóng dùng phép thuật ánh sáng để xua đuổi thế lực tà ác xung quanh nàng. Nhưng điều đó chỉ khiến chúng càng nổi trống. Lúc Irene định tiếp tục chiến đấu, thì Sarah vội vàng xuất hiện, dùng phép thuật ngăn đòn ánh sáng của nàng. Công chúa ở Vương quốc Ánh Sáng, xin hãy dừng tay lại và đừng làm tổn thương họ. Tại sao chứ? Những sinh vật này đang nhâm nhe tấn công ta, nên chị chỉ phòng thủ thôi. Nhưng thực sự đã có ai tấn công công chúa chưa mà công chúa lại làm tổn thương họ như vậy? Nhìn lại những sinh vật xung quanh, Irene hiểu ra mình đã quá nóng vội và khiến họ bị thương. Hơn nữa, ở đây chỉ có những sinh vật hiền lành và người dân tội nghiệp bị bỏ lại khi bức tường ánh sáng được xây nên. Cho nên xin cô đừng làm hại họ nữa. Ta xin lỗi.
Ta chỉ nghe nói khu rừng này có rất nhiều sinh vật hung dữ, cũng như ta muốn tìm em sớm thôi, cho nên ta mới sống nổi như vậy. Mong em tha thứ cho ta. Ta thật sự không biết có cái sinh vật hiền lành ở đây. Sau đó, Irene kể cho Sara nghe câu chuyện về cha mẹ mình, cũng như việc nàng đã bị thất lạc nhiều năm về trước do một thế lực tàn ác gây ra. Có điều Sara lại phủ nhận hoàn toàn câu chuyện của chị mình. Tuy họ có vẻ ngoài đáng sợ, nhưng mà họ luôn vui vẻ, sống hòa đồng với em, chứ không có ai muốn làm hại em như mọi người đồn đâu ạ. Thậm chí là cứu thần cũng chỉ muốn bảo vệ ta khỏi điều xấu xa, hắc ám ở cung điện, cho nên mới mang ta đến đây cho mọi người chăm sóc trước khi quyên sinh. Câu chuyện này rất khác so với những gì ta đã từng được nghe pháp sư kể lại. Nhưng nếu như những gì em gái nói chỉ là hiểu lầm, thì sau khi tìm được bông hoa điều ước giúp cha chúng ta tỉnh lại, và chắc chắn cha sẽ loại bỏ bức tường ánh sáng để mà người dân lại sống sung túc với nhau như trước đây. Nếu chỉ cần mình giúp Irene tìm ra bông hoa và những người dân ở khu rừng sau đó có cuộc sống tốt đẹp hơn, thì mình không thể từ bỏ cơ hội này được. Cảm thấy thỏa thuận hợp lý, Sara đồng ý cùng Irene đi tìm bông hoa điều ước. Khi Irene và Sara vừa nắm tay, một luồng sức mạnh từ người họ tỏa ra tạo một con đường ánh sáng ở trước mặt. Họ đi theo con đường và đến trước một hang động rộng lớn, nhưng không có bất kỳ cánh cửa nào để đi vào trong. Nhìn này, trên bức tường có những ký tự mặt trời mặt trăng rất giống như ký tự trên tay của chúng ta. Đúng vậy, đây rất có thể là cách để đi vào trong hang động này. Chúng ta hãy cùng nhau thử đi. Irene và Sara liền đặt tay lên bức tường, thì bỗng nhiên mặt đất rung chuyển, một cánh cổng thần bí xuất hiện và dẫn lối họ vào bên trong. Dần dần, khu vườn trải đầy những bông hoa rực rỡ với bức tượng thiên thần cao lớn uy nghiêm hiện ra trước mắt họ. Xin chào mừng đến giới rừng hoa của ta. Ta là thiên thần canh giữ nơi này, và chắc hẳn hai người là công chúa mặt trời và mặt trăng, muốn đến đây để tìm bông hoa điều ước phải không? Đúng vậy, chúng ta muốn sở hữu bông hoa đó để cứu cha của chúng ta, cũng như quá dễ hiểu lầm giữa vương quốc ánh sáng và khu rừng quyền bí bấy lâu nay. Đơn giản thôi, bông hoa mà các nàng đang tìm kiếm chính là bông hoa đẹp nhất nơi đây. Tuy nhiên, các nàng phải tìm ra bông hoa đó giữa những bông hoa này trước khi đồng hồ cát điểm hết giờ. Nếu không, các nàng sẽ hết cơ hội để lấy bông hoa. Chúng tôi đã hiểu rồi. Còn một điều nữa, nếu các nàng chọn sai, những bông hoa kia sẽ phai tàn khi bị ngắt đi, tương đương với việc cha các nàng sẽ mất đi một ngày để sống. Nghe những lời bức tượng nói, Irene và Sara hốt hoảng tìm kiếm và cố gắng lựa chọn thật chính xác, nhưng vẫn thất bại. Irene dần tuyệt vọng nhìn về phía đồng hồ cát rồi đang gần hết, nhưng những gì nàng có được chỉ là một nắm hoa tàn trên tay. Ta thật đáng trách, giá như lúc đó ta chú ý hơn, cẩn thận hơn, thì cha đã không phải chịu khổ như thế này. Irene, chị đừng có phiền muộn như vậy. Em tin cha cũng chỉ vì muốn bảo vệ cho chị, không muốn chị bị tổn thương mà chấp nhận hy sinh thân mình lúc đó. Hơn nữa, chắc chắn cha còn rất tự hào khi nhìn thấy những cố gắng của chị lúc này đó. Sana, chị cảm giác trái tim em và cha rất giống nhau, luôn luôn rộng lượng tỏa sáng, ấm áp như mùa xuân vậy. Nó rất đẹp, đẹp nhất trên thế gian này. Đúng rồi, nếu như bông hoa đẹp nhất chính là trái tim của mỗi người, vậy thì... Irene và Sara vui vẻ nhìn về phía ngực trái của bức tượng thiên thần, nơi có một bông hoa đá, chính là bông hoa điều ước mà họ đã và đang tìm kiếm. Chúc mừng hai công chúa đã lựa chọn chính xác. Mong hai người sẽ dùng điều ước duy nhất này cho những gì xứng đáng nhất. Tuy nhiên, hai nàng chưa kịp vui mừng được bao lâu, thì bỗng nhiên, một ánh sáng hắc ám gần đó hóa thành pháp sư và bất ngờ tấn công họ. Cuối cùng thì bông hoa điều ước cũng đã thuộc về ta rồi. Hóa ra, từ trước đến giờ, pháp sư luôn muốn sử dụng phép thuật của hai nàng công chúa để đến nơi cất giấu bông hoa điều ước, nhưng kế hoạch đó bị thất bại do sự can thiệp của cứu thần. Với bông hoa điều ước này, ta sẽ khiến cho người dân của vương quốc ánh sáng và khu rừng quyền bí phải quỳ xuống, tôn sùng ta là quốc vương. Có điều, Irene không thể để vương quốc ánh sáng và khu rừng huyền bí phải sống đau khổ, nên nàng vẫn cố gắng phản kháng bà ta.
Nhưng kể cả như vậy thì ta về Sara cũng sẽ cố gắng lật đổ ngươi và đem lại hòa bình cho mọi người bằng sức mạnh của mặt trời và mặt trăng. Nếu chúng ta không làm được thì sẽ có những hậu duệ tiếp theo làm điều này tương tự. Nói cũng phải đó. Vậy thì ta ước rằng ta sẽ là người có quyền lực tối thượng nhất, để ai ai cũng phải kính cẩn, không dám làm phản ta. Nhưng vừa dứt lời, pháp sư liền biến thành bông hoa điều ước. Vì bông hoa chính là thứ chứa nguồn phép thuật tối cao, có thể làm được mọi thứ trên trần thế này. Sara cố gắng gượng, vui vẻ ôm chầm lấy Aren. Nhưng phép thuật hắc ám vừa rồi của pháp sư quá mạnh, khiến Sara gục ngã, dần dần tan biến. Bông hoa này chỉ có thể ướm một lần duy nhất, không thể cứu được cả cha lẫn Sara. Vì vậy, ta nguyện đánh đổi tên mạng sống của mình cho bông hoa này, để có thể cứu được cha và cả em gái ta. Dứt lời, một ánh sáng lóe lên bao trùm lấy Aren và Sara, cũng như đức vua ở vương quốc ánh sáng, và cứu sống cả ba người. Irini, tấm lòng cao cả của các con đã được trời đất thấu, và ta sẽ giúp các con có cuộc sống bên gia đình mãi mãi. Vì vậy, hãy trân trọng điều này nhé. Con cảm ơn thiên thần. Sau khi từ biệt thiên thần, Aren và Sara trở về vương quốc trong sự mừng rỡ của vua cha và hóa giải mọi hiểu lầm. Cuối cùng, bức tượng ánh sáng cũng được thu hồi, và những người dân ở hai vương quốc lại một lần nữa được sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Wow, fairy tales.